Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin rất mới mà chúng tôi vừa cập nhật được. Quý vị thân mến, giữa lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện nổi cộm vài tháng trở lại đây, ca sĩ Duy Mạnh luôn có những phát ngôn phần thẳng thắn và rất được lòng người hâm mộ theo dõi. Nam ca sĩ cho biết nhà hô hào quyên góp, sau đó sắm xe đẹp, xây nhà to. Nhớ lại vài tháng trước đây, khi vụ việc chậm giải ngân ngâm tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh được khán giả dân mạng quan tâm đến rất nhiều, ca sĩ Duy Mạnh đã có những chia sẻ thẳng thắn. Tất cả những đứa nghệ sĩ hô hào quyên góp tiền từ thiện được vài chục tỷ, tiền từ thiện của thiên hạ, đứa nào mà dám dẫn cả gia đình lên một ngôi chùa nào mà dám, thấy linh thiêng nhất rồi thề rằng nếu mà ăn chặn số tiền quá 500 triệu sẽ bị trời tru đất diệt cả dòng họ. Rồi livestream trực tiếp cho khán giả xem, giống như livestream lúc đi làm từ thiện, làm được như thế mọi người rất nể và có phần nào tin tưởng, còn nếu không dám thề thì biết rồi đấy. Chưa dừng lại ở đó, ở dưới phần bình luận có câu hỏi rằng nếu chú Mạnh kêu gọi được 14 tỷ thì chú sẽ bỏ túi mấy tỷ ạ? Câu trả lời của nam ca sĩ đã đánh thẳng vào tâm lý. Chú sẽ từ thiện 10 triệu còn lại chú ăn hết. Trước sự im lặng của nghệ sĩ Hoài Linh, dân mạng đã chuyển đối tượng được chú ý sang một nhân vật khác, đó là ca sĩ Thủy Tiên, do trực tiếp đến vùng bão lũ và phát tiền trực tiếp cho người dân. Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Đồng thời, số tiền nhận cứu trợ cũng tăng lên không ngừng. Chỉ trong vòng 3 tháng, Thủy Tiên đã nhận về gần 178 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc minh bạch tài khoản và công khai theo Tu Chi chưa được nữ ca sĩ giải trình hợp lý, nên sóng phẫn nộ tăng không ngừng. Dù đã livestream buổi sao kê vào chiều ngày 17 tháng 9 vừa qua, nhưng đa phần đều cho rằng sao kê chỉ là một hình thức minh bạch tiền vào, tiền ra, chứ không phải thể minh bạch số tiền ấy đã đi đâu. Giữa những ồn ào, dân mạng đã đào lại phát ngôn của ca sĩ Duy Mạnh vào 2 năm trước, khi mà vấn đề nghệ sĩ làm từ thiện chỉ mới bắt đầu nhen nhóm, nhận được sự chú ý. Theo đó, nam ca sĩ đã tỏ ra không tin tưởng vào những nhà từ thiện và khẳng khịa rằng rất nhiều nhà từ thiện đứng ra hô hào quyên góp tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung, rồi sau đó đồng bào miền Trung mỗi hộ được phát vài thùng mì gói để tạm qua cơn đói. Còn những nhà hô hào quyên góp thì sau đó sắm nhà đẹp, xây nhà to. Trước những tin đồn không đáng có, người đang rất hy vọng cơ quan kiểm tra, kiểm toán và lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để nhanh chóng minh bạch và công khai tài khoản nhận làm từ thiện của các nghệ sĩ, nhằm đưa ra mọi việc ra ánh sáng. Quý vị ơi, quý vị có biết không, sau sự việc livestream nhận 18.000 trang giấy sao kê tại ngân hàng, Thủy Tiên đã trở thành cái tên hot nhất trên mạng xã hội Việt Nam. Không chỉ phủ nhận hoàn toàn về chuyện ăn chặn, nữ ca sĩ cùng ông xã còn tung các bản sao kê kèm với lời nhắn nhủ sẽ kiện tất cả những ai vu khống và bôi dọ hình ảnh vào hai vợ chồng trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã lan truyền một thủ thuật được cho là đã sử dụng trong sao kê của Thủy Tiên, đó là tạm khóa báo có, thậm chí từ khóa tạm khóa báo có còn lọt vào top thịnh hành với hơn 50.000 lượt tìm kiếm. Được biết, nếu một tài khoản tạm khóa báo có thì không thể nhận được tiền chuyển vào cho đến khi mở lại. Giả sử trong thời gian tạm khóa tài khoản nhưng có người không biết vẫn chuyển tiền vào ngân hàng thì hạch toán treo các ngân hàng khoản này. Thông thường sau 2 đến 3 ngày không tính ngày nghỉ lễ, nếu tài khoản người nhận không mở lại và có yêu cầu của người chuyển tiếp tục ghi có thì tiền sẽ được trả về cho người gửi. Trường hợp người chuyển vẫn tiếp tục đồng ý chuyển vào tài khoản được mở trở lại thì những khoản tiền trong khoảng thời gian khóa tài khoản vẫn có thể tiếp tục được ghi nhận vào trong giai đoạn kêu gọi quyên góp từ thiện miền Trung. Thủy Tiên từng đăng tải lên trang fanpage có hơn 10 triệu người theo dõi một văn bản thông báo việc tạm khóa báo có tài khoản nhận tiền quyên góp. Điều đáng nói trong tài khoản thời gian này, dù Thủy Tiên tuyên bố khóa tài khoản ngưng nhưng nhận tiền từ Mạnh Thường Quân vì sợ đảm đương không nổi, nhưng rất nhiều người vẫn bị trừ tiền khi chuyển cho cô. Nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng giải thích rằng cô đã nén chồng liên tục đóng mở tài khoản vì sợ không đủ tiền giúp đỡ trong người dân nghèo. Cho đến hiện tại, khi từ tạm khóa báo có đã có nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận thì rất nhiều khán giả bày tỏ cho rằng Thủy Tiên có thực sự khóa tài khoản không nhận thêm tiền quyên góp hay là dùng thủ thuật tạm khóa báo có để che giấu đi số tiền thực sự nhận được trong đợt kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung. Trước những tin đồn tiêu cực, Thủy Tiên tuyệt đối giữ im lặng. Tuy nhiên, với đây nhiều cư dân mạng bỗng phát hiện ra tờ thông báo tạm khóa báo có của Thủy Tiên đã bốc hơi trên mạng, trên fanpage của nữ ca sĩ này. Dư luận càng thêm tò mò về lý do mà giọng ca được nhiều người yêu mến phải xóa dấu vết tờ thông báo này.
Sự việc đang thu hút quan tâm và tranh cãi lớn. Hy vọng được Thủy Tiên sẽ lên tiếng để nói ra sự thật, dập tắt những tin đồn tiêu cực về cô. Do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.